63 năm tù cho nhóm cướp tiền vàng nhà chủ tịch huyện. Truy nã đối tượng tổ chức đánh bạc qua mạng. Gánh nặng học phí đại học. Tuyên 63 năm tù cho nhóm cướp tiền vàng nhà chủ tịch huyện. Thưa quý vị, chiều 10 tháng 8, Tòa án Nhân dân tỉnh Đắk Lắk tuyên phạt tổng cộng 63 năm tù đối với nhóm cướp hơn 2,3 tỷ đồng tại nhà chủ tịch huyện ở Đắk Lắk. Theo đó, hội đồng xét xử cấp sơ thẩm đã tuyên phạt bị cáo Phạm Kim Cường, 29 tuổi, ngụ thị xã Buôn Hồ, tỉnh Đắk Lắk 19 năm tù, Trần Phương Trọng Nghĩa, 28 tuổi, ngụ huyện Cư Rút, tỉnh Đắk Nông 18 năm tù và Nguyễn Văn Giáp, 29 tuổi, ngụ thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk 18 năm tù cùng với tội cướp tài sản. Riêng bị cáo Trương Công Việt, 26 tuổi, ngụ huyện Krông Năng, tỉnh Đắk Lắk bị tuyên phạt 8 năm tù về tội chứa chấp tài sản do người khác phạm tội mà có. Theo nội dung vụ án, trong thời gian chấp hành án tại trại giam Đắk Tân, Bộ Công an, Cường Nghĩa và Giáp có quen biết với nhau. Sau khi ra tù, tháng 9 năm 2022, Cường bàn bạc rủ dê Nghĩa chiếm đoạt tài sản trên địa bàn thị xã Buôn Hồ. Mục tiêu nhắm tới là nhà bà LTT và ông VVM, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân một huyện ở Đắk Lắk. Sau nhiều lần được Cường rủ dê, Nghĩa đồng ý và rủ thêm Giáp cùng tham gia. Khoảng 7 giờ, ngày 14 tháng 10 năm 2022, sau khi nghe tiếng xe của vị chủ tịch huyện rời nhà, Cường ở ngoài cảnh giới, còn Giáp và Nghĩa nhảy tường rào đột nhập vào nhà. Tại đây, hai đối tượng dùng roi điện uy hiếp, khống chế bà T ép mở két sắt đưa tài sản. Sau khi lấy toàn bộ số tiền vàng trong két với tổng trị giá hơn 2,3 tỷ đồng, cả nhóm dùng băng keo quấn tay chân để trói bà T lại rồi tẩu thoát. Vụ cướp cũng khiến bà T bị gãy xẹp đốt sống L3, tỷ lệ tổn thương cơ thể là 23%. Sau đó, dù biết bịch tiền do cướp được nhưng khi Cường nhờ, Việt đồng ý mang đi cất giấu. Trong phần xét hỏi, nhiều bị cáo tuổi 9X không nhớ nổi cụ thể các tiền án mà mình đã nhận nên hội đồng xét xử phải nhắc lại. Theo đó, từ tháng 4 đến tháng 7 năm 2013, bị cáo Nghĩa đã bị Tòa án Nhân dân các huyện, thành phố thuộc tỉnh Đắk Lắk tuyên phạt 4 bản án cùng với tội trộm cắp tài sản với tổng hình phạt là 14 năm 11 tháng tù. Tương tự, từ năm 2016 đến năm 2021, bị cáo Giáp cũng có 4 tiền án cùng với tội trộm cắp tài sản. Bị cáo Cường có 1 tiền án 15 năm tù về tội giết người. Bị cáo Việt có 1 tiền án 6 năm tù về tội hiếp dâm trẻ em. Truy nã đối tượng tổ chức đánh bạc qua mạng. Thưa quý vị, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an quận Nam Từ Liêm, Hà Nội đã ra quyết định truy nã đặc biệt đối tượng Nguyễn Tiến Lâm, sinh năm 1994, trú tại xã Bình Phú, huyện Thạch Thất, Hà Nội, về tổ chức đánh bạc. Ngày 10 tháng 8, Công an thành phố Hà Nội thông tin, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an quận Nam Từ Liêm đã ra quyết định truy nã đối tượng Nguyễn Tiến Lâm về tội tổ chức đánh bạc. Trước đó, khoảng tháng 11 năm 2022, Cục Cảnh sát Hình sự phối hợp với Công an quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội điều tra, khám phá đường dây tổ chức đánh bạc dưới hình thức đánh bạc qua mạng và bắt giữ nhiều đối tượng tham gia. Quá trình điều tra, cơ quan công an làm rõ hành vi cung cấp tài khoản đánh bạc cho nhiều đối tượng của Nguyễn Tiến Lâm. Căn cứ vào tài liệu điều tra, ngày 28 tháng 11 năm 2022, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Bộ Công an đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự tổ chức đánh bạc, ra quyết định khởi tố bị can đối với Nguyễn Tiến Lâm về tội danh nêu trên. Tuy nhiên, đối tượng đã bỏ trốn khỏi nơi cư trú, hiện không rõ tung tích ở đâu. Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an quận Nam Từ Liêm đã tiếp nhận vụ án trên từ Cơ quan Cảnh sát Điều tra Bộ Công an và ra quyết định truy nã bị can đối với Nguyễn Tiến Lâm. Nếu phát hiện đối tượng ở đâu, người dân có thể báo ngay cho Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an quận Nam Từ Liêm. Số điện thoại 0243 837 031, cơ quan công an nơi gần nhất, tổng đài 113 hoặc cung cấp thông tin qua trang Facebook Công an thành phố Hà Nội. Yêu cầu đối tượng truy nã ra đầu thú để hưởng sự khoan hồng của pháp luật. Gánh nặng học phí đại học. Thưa quý vị, vừa qua nhiều trường đại học công lập đã dừng tăng học phí sau khi chính phủ yêu cầu không tăng học phí năm học 2023-2024. Về phía các nhà trường đã có dự kiến điều chỉnh học phí, việc phải dừng lại sẽ ít nhiều tác động đến kế hoạch đã đề ra. Còn với nhiều bạn sinh viên và gia đình mà điều kiện kinh tế khiêm tốn thì đây là một tin vui. Câu chuyện của ngành giáo dục đại học tại Việt Nam nói chung, trong đó có học phí nói riêng là câu chuyện dài. Nhưng hiện nay, do ảnh hưởng của nhiều yếu tố có vẻ như câu chuyện này đang bước vào giai đoạn khó khăn và chưa thấy một giải pháp nào rõ rệt. Một trong những vấn đề lớn nhất là chi phí vận hành và đầu tư phát triển đại học. Dù đã rất nỗ lực nhưng do ngân sách dành cho giáo dục đại học còn hạn hẹp nên dù có loay hoay vá hết chỗ này đến chỗ khác thì bức tranh này vẫn luôn có nhiều chỗ khập khiễng bất cập. Hệ thống giáo dục đại học của Úc nơi tôi sống
nhờ có ngân sách của nhà nước hỗ trợ đầy đủ mà mọi thứ vẫn vận hành khá hợp lý hiệu quả. Theo đó, các trường đại học tuy tự chủ nhưng không tự chủ hoàn toàn, kiểu tự cung tự cấp như một doanh nghiệp kinh doanh độc lập mà vẫn phải dựa vào sự hỗ trợ bằng nhiều hình thức từ nguồn ngân sách của chính phủ, đặc biệt là nguồn trợ cấp không hoàn lại dành cho nghiên cứu và giảng dạy. Không có khoản tiền này, chắc chắn các trường đại học Úc không sống nổi. Một nguồn doanh thu lớn khác của các trường là học phí, nhưng ngay cả nguồn tiền này cũng có một phần lớn từ ngân sách của chính phủ mà ra. Vì chính phủ cho tất cả sinh viên người Úc hay thường trú tại Úc vay mượn với các điều khoản vô cùng ưu đãi. Thực vậy, số tiền cho vay này không tính lãi, chỉ điều chỉnh theo tỷ lệ lạm phát của từng năm và sinh viên vay tiền chỉ bắt đầu trả nợ khi có công ăn việc làm với một mức thu nhập đủ cao theo quy định của nhà nước. Nghĩa là ai trả rất chậm hay không bao giờ trả đủ do thất nghiệp hay thu nhập thấp thì nhà nước sẽ tính sau. Chắc không ít người sẽ buột miệng nói ngay là chính phủ Úc làm được vì có nhiều tiền, ngân sách dư giả. Điều đó chỉ đúng một phần, nhưng phần quan trọng hơn đó là họ thấy rõ lợi ích của giáo dục đại học đem lại cho quốc gia, cho nền kinh tế trong dài hạn như thế nào, nên đặt nó ở vị trí ưu tiên. Họ siết chặt ở những thứ khác, ví dụ hễ ở đâu có doanh thu là họ thu về cho ngân sách không thiếu một đồng. Ngành gì, nghề gì cũng thu đủ. Ai từng kinh doanh ở Úc rồi thì cũng biết đủ thứ loại thuế và nghĩa vụ phải đóng. Vấn đề là ưu tiên nằm ở đâu, siết nhiều chỗ để đầu tư đúng ở chỗ mà họ thấy ưu tiên. Giới doanh nhân doanh nghiệp lớn tại Úc cũng quan tâm và hào phóng với các trường đại học. Hầu như không có trường nào không nhận nhiều triệu đô la từ nguồn ủng hộ này. Chính phủ Úc tạo cơ chế cụ thể để khuyến khích hoạt động tài trợ cho đại học thông qua các chính sách miễn giảm, cấn trừ về thuế cho doanh nhân và doanh nghiệp. Nếu nhìn từ bề mặt sẽ thấy nhà nước mất bớt tiền thuế, thế nhưng nếu nhìn sâu xa thì cái lợi lớn hơn nằm ở chỗ là chất lượng đầu ra của các trường đại học. Nhờ các khoản tiền tài trợ này mà trường đại học ở Úc có thêm nguồn lực để xây dựng cơ ngơi mới, chỉnh trang cơ sở hạ tầng. Trong một số trường hợp với sự đồng ý của nhà tài trợ, nhà trường có thể mang tiền đi đầu tư để tạo nên nguồn doanh thu phụ trội, tiền đẻ ra tiền. Ngoài ra học phí từ các du học sinh nước ngoài cũng là một nguồn thu nhập đáng kể. Bên cạnh nguồn thu từ các công trình nghiên cứu, tư vấn cho các tập đoàn, tổ chức chính phủ. Nói chung, các trường đại học vừa phải vận hành như một doanh nghiệp nhưng vừa mang trên vai trọng trách phục vụ xã hội, phục vụ nền kinh tế. Cho nên, việc nhà nước phải rót ngân sách hỗ trợ các trường đại học bằng nhiều hình thức khác nhau là việc cần thiết và công bằng. Nhìn theo góc độ kinh doanh thì các trường đại học là đối tác đào tạo nguồn nhân lực của nền kinh tế. Vì có đào tạo tốt, đào tạo đủ thì nền kinh tế mới khỏe mạnh, cạnh tranh tốt và tạo ra nhiều tiền bạc của cải hơn. Ngành giáo dục nói chung hay các trường đại học nói riêng do đó phải được trả công xứng đáng. Trở lại với giáo dục đại học ở Việt Nam, như đã nói ở trên, dù xác định là quốc sách và đã rất nỗ lực, song nhìn chung, ngân sách còn hạn hẹp và các trường đang nhìn vào nguồn thu chính là học phí. Các nguồn thu khác trong đó có nguồn tài trợ rất hạn chế. Như vậy, một mặt chúng ta phải xây dựng những cơ chế để tạo nguồn thu đa dạng, chính đáng cho các trường đại học. Mặt khác thì ở giai đoạn hiện nay vẫn cần tăng đầu tư từ ngân sách nhà nước. Giáo dục là chìa khóa thành công của một quốc gia, dù khó khăn đến đâu thì vẫn phải được đặt ở vị trí ưu tiên.